luật giáo dục đại học đã có hiệu lực. Điều này sẽ mang đến nhiều thay đổi nhằm tạo hiệu quả hơn cho công tác giáo dục đại học, cũng như tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều vấn đề khiến dư luận quan tâm, nhất là tăng học phí như thế nào khi các trường tự chủ. Đây là một trong những nội dung chính được thảo luận tại buổi tọa đàm tự chủ đại học nâng cao chất lượng đào tạo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức. Theo quy định của luật giáo dục đại học, khi tự chủ, các trường được tự đưa ra mức trần học phí. Do bị các nguồn kinh phí chi thường xuyên từ phía nhà nước, nên chắc chắn việc tăng học phí để đảm bảo chất lượng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, việc tăng thế nào cần phải tính toán kỹ để không ảnh hưởng đến cơ hội của người học. Cái việc đồng phí có lộ trình và cũng phải phù hợp, như chúng tôi nói là phải phù hợp với cái khả năng chi trả, khả năng tiếp cận của người học ở các vùng quê khác nhau. Bên cạnh cái chính học phí thì còn cái chính sách học bổng và đảm bảo làm sao cái khả năng tiếp cận của người học ở các cái, đặc biệt là gia đình khó khăn từ vùng quê khác nhau, không bị giảm đi. Theo đại diện nhiều trường thì với mức học phí như hiện nay vẫn đảm bảo được chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào học phí thì sẽ khó có được bước đột phá để nâng cao chất lượng và tạo ra trường có đẳng cấp quốc tế. Đây cũng chính là điều khiến các trường trăn trở. Muốn có chất lượng đào tạo tốt thì phải có đầu tư chiều sâu. Anh không thể nói rằng anh có chất lượng đào tạo rất tốt nếu anh không có đầu tư chiều sâu. Cái điều đấy là điều không thể. Còn tất nhiên là khi đầu tư chiều sâu thì chi phí nó tăng lên thì có thể mức học phí cũng phải tăng thêm một phần. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù các trường thực hiện thu học phí theo Nghị định số 86 của Chính phủ hay được tự quyết định mức học phí thì đều phải căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật là tính đúng, tính đủ. Việc cần sớm ban hành định mức này là điều cần thiết để không chỉ giúp các trường có cơ sở triển khai mà còn là kênh để nhà nước và xã hội có điều kiện giám sát.